Kèo 44 giao lưu bóng chuyền ở 44 Tiền Giang và An Giang phát thành cái chơi không ha. Bên An Giang đánh hai càng Tiến Sang và Dư Hấu, bên Tiền Giang đánh hai càng Út Bé và Văn Thà. Bên An Giang gồm có Tiến Sang, Dư Hấu, Nam Nhỏ, Đạt Mỹ Hiệp Sơn Hòn Đất. Bên Tiền Giang gồm có Út Bé, Văn Thà và Tà Tú Mở. Tùy theo người giọng hay ông á, chừng nào mà ông thấy xích tóc bé tắm đó là con đó nha. Ừ rồi, bóng chuyền kỷ niệm nhớ nha. Ừ, rồi tóc bé tắm tôi không có để hình ảnh gì hết trơn á, tôi gặp là xích tóc tên bé tắm tôi đó, theo dõi fan bác rồi like cho ông hoài đó. Mấy cái đi này là cái niềm vui, nhưng mình rảnh mình đi giống như mình giải trí thư giãn chứ mặt kinh tế là không có. Đánh tới 6 giờ luôn nha anh. Sau này có đèn nè, nó khi nó chịu chơi, chơi 7-8 giờ. À đang bảy lấy 2 cây nè. À đang bảy lấy 2 cây. Nói đạt rồi, nói cô ai đang bảy lấy 2 cây đạt. Lấy cây đó. Ừ. À đây, lấy 2 cây nè. Bên đây đó. Bên đó mãi thì tôi ăn 2 cây. Sẽ đấu tạm dừng lại để cho hàng 6:30 các bạn. Các bạn là kèo này là kèo 44 An Giang giao lưu bóng chuyền với Tiền Giang. Bên An Giang hai càng Dư Hấu và Tiến Sang đánh với hai càng của Tiền Giang là Út Bé và Văn Thà. Điểm cho Tiền Giang 1-0. Hay quá. Mình thấy là không kịp luôn ha, mà nó còn tới bóng ha. Điểm Tiền Giang 2-0. Tiến Sa là bóng tốt, điểm cho An Giang 1-2. Kèo này thì chết sống dụng vô An Giang chứ ai vô Tiền Giang. Và xử lý bóng tốt của Văn Thà, điểm cho Tiền Giang 3-1. 3-1 đá sao mấy ông ơi? 3-1 đá sao Linh Xu? Bên đây đá hả? Trời ơi, theo An Giang. Đá cái sừng bạc chưa, bắt cái sừng bạc chưa? Có đâu, hỏi là đeo kèo mà đâu chơi. Đâu chơi đâu. Muốn chẳng đó lại đi luôn đó, cuốn đầu đi luôn. Điểm cho Tiền Giang, theo đó điểm cho An Giang 2-3. Quanh thiệt đi Dư Hấu ơi, khó ăn lắm, hồi bữa giờ khó ăn, ăn được ăn nhanh chứ. Văn Thà là bóng tốt, 4-2 cho Tiền Giang. 4-2 đi xa nó mang cái bị gì, cái túi bột bọc đó thôi, tao lấy ra đi để nặng trì sao nhảy lên được. Cái này đá đồng á, vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phát bóng lỗi điểm cho An Giang 3-4. Các ngày áo Việt Nam á. Thằng chưa rồi chưa lên sâu tập trung vô nè. Rồi quánh đi. Bốn bé đập bóng ngoài. 4 điều gian gian. Điểm Tiền Giang 5-4. Chắc chiêu cơ hội vô mấy ông ơi. Chết rồi. Tiến xa là bóng tốt. Điểm Trần Giang 5 điều. Quá xa dần. Đây ai đồ Vũ Hồng Ngự đây. chưa hỏi tay gì kìa. Cầu lao chúng luôn tụi ba đập trời tôi vậy. Chưa để trọng tài xử em đây. Trọng tài. Có trọng tài mà cứ lộn mà chơi. Rồi. Qua được rồi. Mời có vừa rồi út bé đã chạm cái lô tô. Anh đi coi trọng tài 6 năm tập trung vô đi. Có vô không anh? Không. Pha xử lý lỗ khéo léo của Văn Thà 6 điều tập cho Tiền Giang. Tập trung vô đi mới có 6 điều à. Yêu của anh Thà đâu. Phụ mẹ 9 năm còn thua kìa. Muốn chốt. Ừ. Pha đặt bóng 10 lần. Ủa dưa hấu. Đúng rồi. Bình luận dưa được rồi đó. Dưa hấu đặt bóng tốt. Điểm cho An Giang 7-6. Nam nhỏ lội ngược dòng nhiều trận đấu lắm đó. Lúc đó giờ quay mình biết đó. Ừ, nó lội ngược dòng nhiều trận đấu lắm đó. Tiếp tục là pha đá bóng quy lực của Văn Thà. Điểm Tiền Giang 7 điều. Mấy xưa trước xem Văn Thà nó quýnh liều xìu quá. Xe này nó quýnh thiệt luôn. Đang thua. Quánh hồi mình chết. Như hấu như cái sàn quánh dạng như là nó không có. Nãy giờ câu chuyện nói chuyện cho Văn Thà không đó. Nó không có cái cầu cắt quyết định. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Quà bóng tay nghịch. Ủa dưa hấu. Quà phòng thủ không tốt của Út bé. Điểm cho An Giang 8-6 hai bên đổi sân. Tại như quánh bển không quyết định như điểm động mà quánh cho nó quê mà nó không quyết liệt. Mẹ 87 thắng chừng 2 cái. Ủa 87 hả? Vậy mà tưởng 86 chứ. 87. Xin lỗi điểm 87 các bạn. Điểm cho An Giang 87 nè. Thấy không? Quýnh. Làm gì vậy dưa hấu? Trời ơi, trời dưa hấu làm gì vậy dưa hấu? Anh đang lạo thế mà. Pha bắt bóng lỗi của dưa hấu nha bạn. Đâu có thua đâu, cho anh trên dài rồi đâu có thua. Và trong tay xử pha bóng đó là Văn Thà với bóng hợp lệ. Chết luôn rồi đó thấy không? Không có cái cầu cắt để thua. 9-8 cho Tiền Giang. Hiểu không? Bởi vì nó không có chân tiền nó là gì đó. Bắt đầu lao. Đúng là cái đó thằng Thà nó không có bẹp đúng không? Nó quýnh bằng móng mà. Quýnh mấy ngón tay em trên rồi. Chứ đâu có xấu đâu. Ừ. Giờ có xấu thì chẳng nữa banh lỡ thế sao. Đúng rồi. Coi nó cũng có lỗ được chứ đập gì được cái đó nữa đâu mà bác.
Thôi biết sao không? Đeo sợi chuyền nặng quá nhỉ, không nổi. Thiệt á, gửi sợi chuyền ra đi rồi là bà đảm nhảy lên là quýnh được đó. Ờ. Rồi có vừa rồi là những động tác, những bông hoa nhỏ để về cho Tên Tiền Giang 18. Những bông hoa nhỏ chèo này định nước ngoài là 73 không đó, bởi vì gác 2-3 điểm không mà đá đồng không đấy, không mà giờ là Tiền Giang lại gác lại 90 cho An Giang. Tại điểm này bên kia đâu đá ngược đâu, hết đầu dơ kia chứ hai điểm ai dám đá. Gác hai chứ banh, chơi gửi banh. Quang Thà là bóng tốt, nãy giờ Quang Thà liên tục ghi điểm ha. Đâu lỗi trái nào chứ. 11-9 cho Tiền Giang. Nhưng mà nó không có quyết định, nó không có chắc chắn được. Như ta gác chừng 2 điểm là ta quyết định rồi. Pha phát bóng ngoài quá dài và quá xa của bé. 10-11 cho An Giang. Không có bóng là đẹp. Hòa chỉ lỗ quá khéo của Quang Hà. 12-10 cho Tiền Giang. Quá đẹp. Những điểm cuối cùng không biết sao đây và sao đây. 11-12 cho An Giang. Điểm cuối cùng không biết làm sao đây các bạn ơi. Những pha gây cắn và hội hợp. Út bé ghi điểm. Mười ba mười một cái Tiền Giang. Tốt quá. Không không có quyết định được. Và là bóng quá tốt của Tiến Sàng. Điểm Giang Giang 12-13. Hồi nãy tôi đi mấy năm nay tôi không vô gói này, tôi không biết cảm giác. Nhưng mà mặc dù là mình không vô mà những cái pha bóng mà đều đều đó ha, chứ đều đều đó ha, mà vô coi chục cây đó ha, cũng mình cũng hồi hộp lắm đó. Quá đẹp. Rồi có một em khán giả bình luận viên cũng rất là chuyên nghiệp của các bạn. 13 điều cho An Giang. Điểm cuối. Không biết phải đưa anh em hạng 6 đi đâu và đi đâu. Sao bên nào sẽ về đâu các bạn ơi. Có nhiều đấy. Ủa, ông là bóng chuyện kỷ niệm hả? Sao ông già gì hả? Tôi nghe ông nói chuyện trong thấy tưởng ông trẻ không? 13 điều cho An Giang. Tiến Sàng đang cầm bóng phát bóng kìa các bạn. Thế đấu là 15 điểm. Hai bên ngang tài ngang sức. Quá hấp dẫn, quá sôi động, quá kịch tính. Thả bóng lại. Không có.
Ủa cái đó là sao thua đó? Có thua gì đâu, chứ bình thường mà. Cái đó bình thường tự nhiên bắt thua. Một pha bắt bóng thua lại của Tiền Giang. Điểm số được nâng lên 14-13. Ta chèn, ta chèn. Vậy mà trọng tài xử không thua các bạn ơi. Đâu có cái bạn đó anh bắt thua, ta không biết anh bắt thua cái gì luôn á. À, ví dụ bắt thua bắt cái gì, gì đâu mà. Tự nhiên bắt ta thua biết bắt gì. Thôi thôi bạo thua thì ta mới biết tay xử. Là chuyện hai được dính rồi. 14-13. Tiền Giang không biết hay sao bờ hay vào bờ đây các bạn ơi. Nằm nhỏ thủ quá đi. Trời ơi chứ banh rồi. Xử lý điểm cuối quá đẳng cấp quá tinh tế của Tiến Sang đã giành thắng về cho team An Giang.